như Thái Sơn cao bao tầng. Ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến, ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vàn, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, chỉ còn bàn tay thương tiếc ngày hôm. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm thương. Cho ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phúc Thắng, thưa các ban ngành đoàn thể trong và ngoài xã, thưa các quý khách xa gần, thưa ban lễ tang và nhân dân xóm 4 xã Phúc Thắng, thưa toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang quyến. Cụ Lã Ngọc Cửng không còn nữa, thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, tôi xin gửi đến gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.
theo nghi thức của tổ chức lễ tang và điều lệ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam về việc phủ quân kỳ quyết thắng và túc trực linh cữu hội viên Hội Cựu chiến binh lúc qua đời. Sau đây, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu lễ phủ quân kỳ quyết thắng và túc trực linh cữu hội viên Hội Cựu chiến binh Lã Ngọc Cửu do cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bốc Thắng tổ chức. Xin trân trọng kính mời. Hội cựu chiến binh xã Phúc Thắng lễ tang đồng chí Lã Ngọc Cửu. Kính thưa hương hồn đồng chí Lã Ngọc Cửu. Kính thưa các vị đại biểu, thay mặt cho ban lãnh đạo Đảng, thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Thắng. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong và ngoài xã. Kính thưa các quý khách xa gần và toàn thể nhân dân xóm 4 xã Phúc Thắng, thưa gia đình tang quyến. Trong lúc Hội Cựu chiến binh xã Phúc Thắng đang phát động phong trào thi đua yêu nước, hội viên cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng quê hương xã Phúc Thắng ngày thêm giàu đẹp. Cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh xã Phúc Thắng nhận được tin báo buồn đồng chí Lã Ngọc Cửu đã từ trần. Mặc dù trong suốt thời gian đau ốm, đồng chí luôn nhận được sự chăm sóc tận tình, chạy chữa thuốc thang của những người thân trong gia đình. Tập thể các y bác sĩ hết lòng cứu chữa, mong sao đồng chí khỏe mạnh. Căn bệnh hiểm nghèo, tuổi cao sức yếu, đồng chí đã không qua khỏi và tạ thế vào ngày 21 tháng 6 năm 2023. Đồng chí hưởng thọ 86 tuổi. Sự ra đi của đồng chí là một nỗi mất mát lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh trong toàn xã và những người thân trong gia đình cùng toàn thể quý khách gần xa. Trong giờ phút tiễn biệt, đồng chí Lã Ngọc Cửu về nơi an nghỉ cuối cùng, tất cả cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh xã Phúc Thắng có mặt tại sân tang đều bùi ngùi xúc động và thương tiếc. Hội cựu chiến binh xã nhà mất đi một hội viên mẫu mực. Kính thưa tang lễ, đồng chí Lã Ngọc Cửu sinh năm 1938 tại xã Nghĩa Thắng, nay là xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đồng chí nguyên là người chiến sĩ cách mạng, người cán bộ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí đã tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc. Hiện nay, đồng chí là hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đang sinh hoạt tại Chi hội Cựu chiến binh xóm 4 xã Phúc Thắng. Đồng chí Lã Ngọc Cửu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Khi trưởng thành, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn gay go ác liệt nhất, nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ lãnh đạo toàn quốc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược với khẩu hiệu thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Phát huy truyền thống của cha ông kiên cường bất khuất, nước nước thanh niên lên đường đi chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Năm 1961 là một người đoàn viên thanh niên yêu nước, đồng chí đã hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ, là người chiến sĩ cách mạng trong quân đội nhân dân Việt Nam, chiến sĩ trinh sát huấn luyện tại đơn vị Đại đội 1 tiểu đoàn 74 cục nghiên cứu. Năm 1962, đồng chí xung phong ra nơi chiến trường vào mặt trận phía Nam, trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận Tây Nguyên. Trong quân ngũ, đồng chí đã vượt qua bao khó khăn nguy hiểm, giữa làn bom đạn của kẻ thù dũng cảm xung pha trên khắp các chiến trường miền Nam ác liệt. Đồng chí đã trưởng thành trong quân ngũ và lập được nhiều chiến công. Đồng chí được phong quân hàm thiếu úy với chức vụ B trưởng đội trinh sát, đại đội phó, trợ lý tham mưu đoàn trinh sát bộ tư lệnh B3, làm giảng viên hiệu phó trường huấn luyện trinh sát bộ tư lệnh biển.
Trong những năm tháng hành quân và chiến đấu, đồng chí luôn giữ được bản lĩnh chính trị vững vàng của người chiến sĩ cách mạng. Khó khăn không sợ nòng, gian nan không cùn bước, đồng chí không sợ hy sinh gian khổ, một lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà quân đội giao cho. Tháng 7 năm 1970, do yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới, đồng chí được cục viên trở về địa phương tiếp tục xây dựng phong trào cách mạng, xây dựng hậu phương vững chắc, chi viện sức người, sức lực, sức của cho miền Nam thắng Mỹ. Hiện nay đồng chí đang hưởng chế độ thương binh, chế độ bệnh binh, chế độ người có công với nước. Kính thưa tang lễ, đồng chí Mã Ngọc Cửu không còn nữa. Những công lao cống hiến và phẩm chất tốt đẹp của đồng chí là một tấm gương sáng nêu cao truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng cách mạng mãi mãi cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo. Trong phong trào xây dựng hội cũng như xây dựng phong trào cách mạng tại địa phương, đồng chí là một hội viên tiêu biểu, một công dân mẫu mực với đức tính giản dị, chân thực, đáng kính. Hôm nay, trước linh cứu của đồng chí, với tấm lòng tiếc thương vô hạn, tất cả cán bộ hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Phúc Thắng có mặt tại sân tang xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát này cùng gia đình tang quyến và toàn thể quý khách gần xa. Ghi nhận những công lao cống hiến của đồng chí cho cách mạng trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc cũng như xây dựng phong trào cách mạng tại địa phương, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng những tấm huân chương cao quý. Kính thưa tang lễ, theo quy chế của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam về việc tổ chức lễ tang khi hội viên qua đời, lễ truy điệu đồng chí được tổ chức theo nghi thức quân đội, đồng chí được phủ quân kỳ quyết thắng trên linh cữu và đồng đội trang nghiêm đứng túc trực bên linh cữu của đồng chí trong giờ phút thiêng liêng này. Lễ phủ quân kỳ bắt đầu. Đội danh dự chú ý nghiêm chuẩn bị quân kỳ. Vì quyết thắng trên linh cứu đồng chí Mã Ngọc Cửu do cán bộ hội viên Hội Cựu Chiến binh xã Phúc Thắng hành lễ đến đây đã hoàn tất, xin vĩnh biệt đồng chí Mã Ngọc Cửu. Diễn cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Thắng, thưa các ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài xã, thưa các quý khách xa gần, thưa Ban lễ tang và nhân dân xóm 4, thưa toàn thể nhân dân, cụ Lã Ngọc Cửu, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, sinh năm 1938 tại xã Lê Thắng, thường trú tại xóm 4, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Qua một thời gian cụ bị năm bệnh nặng, mặc dù cụ đã được tập thể thầy thuốc cùng thân nhân trong gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu bệnh trọng nên cụ đã không qua khỏi.
cụ từ trần vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 21 tháng 6 năm 2023, tức là ngày 4 tháng 5 năm Quý Mão. Cụ hưởng thọ 86 tuổi. Cụ là công dân xã Phúc Thắng, cụ là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Cụ là xã viên Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nghĩa Thắng, cụ là hội viên Hội Cựu chiến binh, hội viên Hội nông dân, hội viên Hội người cao tuổi xã Phúc Thắng. Trước lúc đi vào tổ chức lễ tang, tôi đề nghị ban nhạc tang nổ nhạc để viếng cụ. Từ lúc nhận được tin báo buồn của gia đình, làng xóm, anh em, nội tộc, ngoại tộc, các hàng thông gia, bạn bè thân hữu gần xa và các đoàn đại biểu đã đến phúng viếng, thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình tang quyến. Lễ viếng sáng nay, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Thắng, đoàn do ông Trần Văn Mạnh, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ làm trưởng đoàn, trân trọng kính mời đoàn lên đặt vòng hoa và thắp trầm kính viếng cụ. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đức Khánh, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lên đọc lời điếu. Xin trân trọng kính mời ông. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng, Ban chấp hành Đảng bộ xã Phúc Thắng. Kính thưa hương hồn đồng chí Lã Ngọc Cửu, kính mến. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thay mặt Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Thắng và các ban ngành đoàn thể trong và ngoài xã. Kính thưa quý khách xa gần cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang quyến. Trong lúc toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang nô nức thi đua lập nhiều thành tích cao nhất kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2023. Đảng ủy xã Phúc Thắng nhận được tin báo buồn đồng chí Lã Ngọc Cửu, người đồng chí thân thương của chúng ta đã đột ngột từ trần. Mặc dù đồng chí đã được tập thể các y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu, sau cơn đau nặng đồng chí không qua khỏi và từ trần vào hồi 7 giờ 15 phút ngày 21 tháng 6 năm 2023, tức ngày 4 tháng 5 năm Quý Mão, đồng chí hưởng thọ 86 tuổi. Sự ra đi của đồng chí là nỗi đau, là niềm tiếc thương vô hạn trong mỗi chúng ta. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau khi đảng bộ mất đi người đồng chí, gia đình mất đi người thân, đoàn thể mất đi một thành viên mẫu mực. Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân, đồng chí Lã Ngọc Cửu sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cần cù, chịu thương, chịu khó, có truyền thống cách mạng. Tuổi thơ của đồng chí gắn liền với những tháng ngày khó khăn gian khổ, sống dưới chế độ thực dân phong kiến. Khi trưởng thành, giữa lúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc ta đang bước vào giai đoạn gay go ác liệt nhất, nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, đồng chí đã hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia vào lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, vượt qua bao khó khăn gian khổ giữa làn bom đạn của kẻ thù. Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đồng chí luôn giữ được bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam, trung với nước, hiếu với dân, dũng cảm kiên cường,
đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trở về địa phương, đồng chí tiếp tục xây dựng các phong trào xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu mạnh văn minh. Đồng chí hưởng chế độ thương binh, bệnh binh, người có công với nước. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, những người thân trong gia đình, tôi xin đọc tiểu sử tóm tắt của đồng chí Lã Ngọc Kiều. Đồng chí Lã Ngọc Kiều sinh năm 1938, quê quán tại thôn Quần Vinh, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Hà. Nay thường trú tại xóm 4, xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Khi còn nhỏ, đồng chí đã được gia đình nuôi ăn học và trưởng thành. Đồng chí đã từng tham gia các mặt công tác xã hội và giữ các chức vụ sau. Từ năm 1949 đến năm 1960, đồng chí tham gia các phong trào đoàn thể tại địa phương là cán sự, giáo viên, vỡ lòng, thông tin xã, đội trưởng thiếu nhi thôn Quần Vinh. Năm 1961, nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Bác, nghe theo tiếng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, đồng chí hăng hái lên đường nhập ngũ là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia huấn luyện chiến sĩ mới tại đơn vị đại đội 1, tiểu đoàn 74 thuộc Cục Nghiên cứu. Từ năm 1962 đến tháng 7 năm 1967, do yêu cầu nhiệm vụ nơi chiến trường, đồng chí đã xung phong vào chiến trường trực tiếp tham gia chiến đấu là cán bộ tiểu đội trưởng, trung đội phó, trung đội trưởng đội trinh sát mặt trận Tây Nguyên. Đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 1 năm 1965 tại mặt trận Tây Nguyên. Tháng 8 năm 1967 đến tháng 12 năm 1968, đồng chí là trợ lý tham mưu đại đội bậc phó, chi ủy viên chi bộ tiểu đoàn trinh sát Bộ Tư lệnh T3. Năm 1969, do yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí được phân công là hiệu phó trưởng huấn luyện trinh sát Bộ Tư lệnh. Tháng 7 năm 1970, đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân ngũ, trở về địa phương, đồng chí tiếp tục xây dựng các phong trào cách mạng. Từ tháng 10 năm 1970 đến tháng 4 năm 1973, đồng chí tham gia công tác tại địa phương với các chức vụ sau là đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phó bí thư tổ chức. Từ năm 1975 đến năm 1983, đồng chí là phó ban thương binh xã hội, phụ trách chính sách hậu phương quân đội, đảng ủy viên, đội trưởng đội kinh tế vùng Thanh Hương, thường vụ đảng ủy, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp. Từ năm 1999 đến năm 2004, đồng chí là phó bí thư, đại biểu hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Đến tháng 5 năm 2004, đồng chí được nghỉ công tác địa phương. Hiện nay đồng chí sinh hoạt đảng tại chi bộ 4, đảng bộ xã Phúc Thắng. Trong suốt quá trình tham gia quân ngũ cũng như xây dựng các phong trào tại địa phương, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao cho. Với 86 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, đồng chí được đảng, nhà nước tặng thưởng huy hiệu 55 năm tuổi đảng, một huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, một huân chương chiến công hạng nhì, ba huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba và rất nhiều bằng khen, giấy khen cùng những phần thưởng cao quý khác. Với gia đình, đồng chí luôn là người phụ, người ông, người chồng, người cha mẫu mực, luôn có trách nhiệm với các con, các cháu. Với đồng chí, người thân, đồng chí luôn tôn trọng, chân tình. Đồng chí là tấm gương của đức tính giản dị, thẳng thắn, trung thực, được mọi người quý mến, kính trọng. Đồng chí Lã Ngọc Kiều mất đi, đảng bộ và nhân dân xã Phúc Thắng mất đi một người đồng chí đảng viên Đảng Cộng sản suốt đời hy sinh phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, của bạn bè, của người thân. Đã mất đi một người, gia đình mất đi một người thân đáng kính, đồng chí Lã Ngọc Kiều không còn nữa.
Với những công lao đóng góp và những phẩm chất tốt đẹp trong sáng của đồng chí là tấm gương cho mỗi chúng ta noi theo. Đồng chí Lã Ngọc Kiểu sinh thành được 7 người con. Bà Lã Thị Ngân sinh năm 1960, hiện nay bà cùng gia đình đang sinh sống tại xóm 6, xã Phúc Thắng. Bà Lã Thị Thương sinh năm 1970, hiện nay bà và gia đình đang sinh sống tại xóm 1, xã Phúc Thắng. Bà Lã Thị Quê sinh năm 1971, hiện nay bà và gia đình đang sinh sống tại xóm 4, xã Phúc Thắng. Bà Lã Thị Lý sinh năm 1973, hiện nay bà và gia đình đang sinh sống tại xóm 4, xã Phúc Thắng. Bà Lã Thị Nữ sinh năm 1977, hiện nay bà và gia đình đang sinh sống tại xã Nghĩa Lợi. Ông La Tuấn Sùng sinh năm 1979, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông là cán bộ văn phòng thống kê Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thắng. Đồng chí có 13 người cháu và 11 người chắc. Các con, các cháu của đồng chí là những cán bộ, công dân gương mẫu, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, hiến pháp pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng chí Lã Ngọc Kiểu kính mến. Hôm nay, tất cả chúng tôi có mặt tại đây, các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài xã, kính cẩn trước linh cứu vô cùng kính đức quyết biệt đồng chí. Những nén hương chúng tôi thắp lên cầu mong cho đồng chí yên lòng ra đi thanh thản nơi có kính hàm. Xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao này với gia đình đồng chí. Trong giờ phút chia ly đau thương này, trước linh cữu đồng chí, chúng tôi hứa sẽ đem hết sức mình cùng toàn đảng, toàn dân tăng cường đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để xứng đáng với tấm gương của đồng chí. Vinh biệt đồng chí. Các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ cùng cán bộ nhân dân trong xã và nhân dân xóm 4 xã Phúc Thắng cùng những người thân trong gia đình đồng chí hãy nén đau thương thành hành động cách mạng, đoàn kết cùng giúp đỡ nhau để xây dựng quê hương Phúc Thắng ngày một văn minh giàu đẹp. Kính mong chi bộ đảng và nhân dân tổ chức đưa tiễn đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng theo quy chế nếp sống văn hóa mới. Xin vinh biệt đồng chí. Vinh biệt người cán bộ huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí cùng toàn thể nhân dân đã đến dự lễ tang của đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây xin đoàn thành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt gia đình đang quyến sự trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho các cán bộ thành viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nguyễn Thắng lên đặt vòng hoa và thắp trầm kính viếng cụ. Trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho ban liên lạc nguyên cán bộ chủ chốt xã Phúc Thắng, đoàn do ông Nguyễn Huy Bá, trưởng ban liên lạc làm trưởng đoàn, trân trọng kính mời đoàn lên đặt vòng hoa và thắp trầm kính viếng cụ.
đây xin mời đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, thay mặt gia đình Tăng Quyến xin được trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời ban đại biểu đại diện cho ban chấp hành hội người cao tuổi xã Phúc Thắng, tri hội người cao tuổi xóm 4 xã Phúc Thắng, đoàn do ông Vũ Đình Ký phó chủ tịch hội người cao tuổi xã Nam trưởng đoàn trân trọng kính mời đoàn lên đặt phong bao lễ vật và thắp thèm kính lễ cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, thay mặt gia đình Tang Quyến xin được trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho công đoàn cơ sở xã Phúc Thắng, đoàn do ông Lương Huy Hào phó bí thư thường trực chủ tịch công đoàn xã Nam trưởng đoàn trân trọng kính mời đoàn lên đặt lễ vật và thắp trầm kính lễ cụ. Phút mừng niệm đã qua, thay mặt gia đình Tang Quyến xin được trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho ban thương binh xã hội xã Phúc Thắng, đoàn do ông Đinh Xuân Thành công chức văn hóa xã hội làm trưởng đoàn trân trọng kính mời đoàn lên đặt lễ vật và thắp trần kính viếng cụ. Ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Phúc Thắng, đoàn do ông Vũ Đình Thỏa chủ tịch hội cựu chiến binh xã Nam trưởng đoàn trân trọng kính mời đoàn lên đặt lễ vật và thắp trầm kính viếng cụ. Chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho ban chấp hành hội nông dân xã Phúc Thắng, chi hội nông dân xóm 4 xã Phúc Thắng, đoàn do bà Đỗ Thị Thu Hà chủ tịch hội nông dân xã làm trưởng đoàn trân trọng kính mời đoàn lên đặt lễ vật và thắp trầm kính viếng cụ. Cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho hội sinh vật cảnh xã Phúc Thắng, đoàn do Phạm Văn Thắng chủ tịch hội làm trưởng đoàn
trân trọng kính mời đoàn lên đặt lễ vật và thắp chầm kính viếng cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, thay mặt gia đình Tam Quyến xin được trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện chi bộ 4 đảng bộ xã Phúc Thắng, đoàn do ông Hoàng Ngọc Hiền bí thư chi bộ làm trưởng đoàn. Trân trọng kính mời đoàn lên đặt vòng hoa lễ vật và thắp chầm kính viếng cụ. Sau đây xin mời đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, thay mặt gia đình Tam Quyến xin được trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đại diện cho cán bộ nhân dân xóm 4, các đoàn thể chính trị xóm 4 xã Phúc Thắng, đoàn do ông Đinh Xuân Điểm xóm trưởng làm trưởng đoàn. Trân trọng kính mời đoàn đến đặt vòng hoa lễ vật và thắp chầm kính viếng cụ. Xin mời đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, thay mặt gia đình Tam Quyến xin được trân trọng cảm ơn đoàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu và kính mời hội chống giáo xứ Phú Vinh, đoàn do ông Nguyễn Trung Kiên làm trưởng đoàn. Trân trọng kính mời đoàn lễ đặt lễ vật và thắp chầm kính viếng cụ. Sau đây xin mời đoàn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, thay mặt gia đình Tam Quyến xin được trân trọng cảm ơn đoàn. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa tăng lễ, cụ Lã Ngọc Cửu không còn nữa, trước linh cứu trước linh hồn của cụ hôm nay, trước lúc tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, các vị đại biểu đại diện cho đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể đoàn hội, bà con xóm ngõ, anh em bè bạn xa gần đã đến dự lễ tang của cụ và có vòng hoa lễ vật nhưng nén hương thơm đến viếng chân linh hồn cụ. Tất cả đều cầu chúc cho linh hồn của cụ nơi cõi vĩnh hằng được an giấc thành thơ. Tất cả chúng ta hôm nay về dự lễ tang của cụ đều bồi hồi xúc động, cảm thông chia sẻ với nỗi mất mát to lớn của gia đình và để tỏ lòng tiếc thương và vĩnh biệt cụ lần cuối. Sau đây tôi đề nghị dân tang chúng ta đứng dậy dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua, xin vĩnh biệt cụ Lã Ngọc Cửu.
Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa tang lễ, thay mặt cho ban tổ chức lễ tang và gia đình tang quyến, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu đại diện cho ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phúc Thắng. Cảm ơn các ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài xã. Cảm ơn các quý khách xa gần. Cảm ơn ban lễ tang và nhân dân xóm 4 xã Phúc Thắng. Cảm ơn ban nhạc tang cùng toàn thể nhân dân đã đến phúng viếng, thăm hỏi, chia buồn và tiện đưa cụ Lã Ngọc Cửu về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối và khi tổ chức lễ tang có điều gì khiếm khuyết, mong các vị lượng thứ. Tiếp theo là lễ an táng đưa thi hài của cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thứ tự tổ hình hành tang như sau: phía trước là cờ và bức chướng, sau cờ là trống kèn, sau trống kèn là linh cữu, người thân và khách đưa tang. Phần điều hành tiếp theo, ban tổ chức giao lại cho cán bộ và nhân dân xóm 4 xã Phúc Thắng. Nghi lễ an táng được cử hành tại nghĩa trang nhân dân huyện Thắng, xã Phúc Thắng. Lễ an táng bắt đầu cử hành. Làm sao con được sống bên cha hoài. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi
cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Bồ đắp nỗi đau, cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo chịu tội. Thương nhớ cụ cỏ cây xào xạc, cá xôn sau mặt nước chiều tà. Cụ ơi, ông ơi, người cha muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời, chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần nghiệt ngã. Cuộc đời cha bao phần vất vả, từ thuở hàn vi phải chất chiêu từng bát gạo củ khoai. Cha đã cùng mẹ tần tảo sớm khuya nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường, cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì cha đã vội theo hầu tiên tổ. Những nén hương thơm lần lượt được dâng lên cung kính, gửi khói hương bay cho hồn người chứng giám tấm lòng gia tộc cháu con. Như mới sớm qua thôi, chén trà nóng con pha, cha chưa kịp uống, bỗng lặng đi trong hơi thở cuối cùng. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng thông đêm, ý tưởng của người muốn cho trong nhà này bao giờ cũng sáng. Vâng, lời cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời cha dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện để trong tim, và sẽ sống cho linh hồn người thanh thản. Đến với lễ tang cụ hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở, đó thực sự là đoàn kết. Bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc, nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, cụ luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi cụ đi xa, tình làng nghĩa xóm với tan quyến như một nhà, thủy chung như nhất. Trong giờ phút tống trung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng cụ nơi lung linh bóng nước in trời, in cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống phách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc hiếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng một vùng quê dạo dực con tim, rung động lòng người.
hoa phượng sao sắc rơi về sầu nức nở xót xa u buồn. Làng quê nghèo hôm nay tang thương đẫn đau khi hay tin bố về nơi vĩnh hà. Từ người già đến những đứa trẻ con ai cũng mong ước giữ bố ở lại. Đường làng mình hôm nào đi hai bố con, hôm nay con bước lệ rơi tuôn trào. Từng hồi kèn vang lên xe nát lòng con bỏ hai từ đây âm dương cách liệt. Lòng nào sao chẳng thể dù bố tang thương bố ấy nhân gian vô thường. Bố biết không mẹ không rất nhiều nhưng anh con đã có dấu nước mắt bố à. Chỉ vật vã bên linh cừu bố nhắc lên ngày xưa bố đã cưng chiều rồi từ nay bố đã vuốt mông để lại tiếng thương quê hương họ hàng. Cháu ơi thơ hỏi ông đâu rồi, đâu đã hay đâu bố đi không về. Từ người già đến những đứa trẻ con ai cũng mong ước giữ bố ở lại. Đường làng mình hôm nào đi hai bố con, hôm nay con bước lệ rơi tuôn trào. Từng hồi kèn vang lòng đau sao chẳng thể dù bố tang thương bố ơi nhân gian vô thường. Bố biết không mẹ khóc rất nhiều nhưng anh con đã có dấu nước mắt bố à. Chỉ vật vã bên linh cừu bố nhắc lên ngày xưa bố đã cưng chiều rồi từ nay bố đã vuốt mông để lại tiếng thương quê chẳng thể dù bố tang thương bố ơi nhân gian vô thường. Bố biết không mẹ khóc rất nhiều nhưng anh con đã có dấu nước mắt bố à. Chỉ vật vã bên linh cừu bố nhắc lên ngày xưa bố đã cưng chiều rồi từ trời.
cơm khô đất lạnh, mãi còn nhớ chi. Cha đã cùng con trên vạn nẻo đường, xuôi ngược trăm chiều tìm kế mưu sinh. Lời ca tiếng hát vút bay cao, dù bao gian khó vẫn không nào như kiếp con tầm mãi còn vương tâm. Cha đã cho con suốt cả cuộc đời, ân tình sâu nặng trong lời dạy khuyên. Lòng cha cao quý thiêng liêng, tình cha ấm áp vô biên, cho con lẽ sống giữa miền trần gian. Về kêu náo nụ buồn tan cõi lòng, con xin chắp tay lại trả muôn lần, tha cho con mỗi lỗi lầm cha ơi. Từ đây vắng bóng cha yêu, lòng con đau xót cô liêu, thế là vĩnh biệt một đời phù sanh. Buồn tan cõi lòng,
chắp tay lại trả muôn lần, tha cho con mỗi lỗi lầm cha vắng bóng cha yêu, lòng con đau xót cô liêu, thế là vĩnh biệt một đời phù xanh. Từ đây vắng bóng cha yêu, lòng con đau xót cô